Chào các bạn nhé, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo chiếc Vivo Y12. Thì chiếc Vivo Y12 này mình nhận được của khách với tình trạng là đang vỡ kính nhé. Mình tiện thể mình hướng dẫn các bạn tháo và mình ép kính luôn trên máy này. Đây, màn hình hiển thị bình thường. Cảm ứng bình thường thì mình chỉ phải ép kính thôi. Cái máy này là ép kính, cần cảm ứng nó liền với cái màn hình các bạn nhé. Nên là máy này nếu mà liệt cảm ứng này thì sẽ không thay được cảm ứng mà phải thay cả bộ màn luôn. Nếu vỡ kính cảm ứng bình thường thì chúng ta chỉ có tiến hành tháo ra ép lại kính thôi. Thì chiếc máy này tháo nó không khó đâu mọi người ạ, rất là dễ thôi. Đầu tiên là mình phải chọc sim này, chọc cái khay sim bỏ ra. Cái nắp thì nó lẫy thôi, bên ngoài là không có ốc. Mọi người sẽ lấy một cái miếng cứng dẹt, mình cậy. Đây, dùng bóng tay này. Nó lẫy thôi. Mọi người cậy lên, hở lên tí ra cầm bằng tay. Đây mọi người nhé. Mọi người nhẹ tay thôi bởi vì là nhấc là hở ra để nó có vân tay này. Đây, đây, đây. Đây nó có những con ốc. Đây, mọi người tháo hết ốc lên nhé. Đầu tiên tháo ốc vân tay trước này để mình bỏ cái lắp đít này ra, bởi vì lắp đít này nó liền với vân tay. Các bạn phải tháo cẩn thận, không rất dễ đứt cái cáp vân tay này. Đã cậy ra. Đã bắt đầu tháo ốc. Tất cả những cái ốc có trên phần trên này mọi người tháo hết ra nhé. Mình tháo được phần main này ra. Nó tháo ốc ở đây sẽ lại được cái nắp nhựa chắn bên. Trước khi tháo được nhìn phần main này ra này, đầu tiên việc đầu tiên tháo những chiếc máy ra chúng ta phải tháo rắc trên pin trước. Thì đây là quả pin này, chúng ta nhìn ra cái chân kết nối này đi lên đây. Thì đây là chân kết nối của quả pin, chúng ta phải tháo đầu tiên mọi người nhé. Tắt nguồn tháo đầu tiên này. Cái việc mà tháo pin đầu tiên để làm gì thì là tháo pin đầu tiên thì chúng ta sẽ ngắt được hết nguồn điện chạy ở trong bộ máy, và tháo những cái cáp khác thì nó sẽ không gây ra chập cháy trên main của mình mọi người nhé. Những cái chân socket kết nối từ màn hình này, từ chân golec, cáp volume này, mọi người tháo cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng thôi, bởi vì là nó rất mỏng, nó rất dễ là đứt. Nó đứt thì các bạn lại phải mua, và mua nhiều khi là rất là khó mua những cái thứ mà là vặt như này, nhất là những cái hãng Vivo. Đây,
Mọi người chỉ cần cậy nhẹ lên đây. Cậy nhẹ lên nhé, cái socket. Đây là jack anten này. Đây, cậy lên này. Đây, cậy nhẹ lên. Có cái banh thì càng tốt mọi người nhé. Không có thì mình lấy cái gì nhọn vừa hay mình cậy lên. Đây là jack anten nhé. Anten thu sóng mọi người nhé. Khi vặn hết ốc này, bỏ hết chân collect kết nối từ màn hình, từ pin này, từ cáp nguồn thì chúng ta cậy main lên. Cậy main đây thì chúng ta để ý nhé, những con ốc nào còn ở main thì chúng ta phải tháo hết ra. Nếu không tháo hết ra thì cậy lên nó có thể bị sức bị gãy main đấy. Đây mọi người nhé. Chúng ta nhẹ nhàng cậy main lên thôi. Đây gần này, main, đây chính là main của Vivo i12 mọi người nhé. Đây sang main. Thì đây, khi nào bỏ main ra ấy, thì nó sẽ như thế này. Nếu mà các bạn muốn tháo màn hình ra ấy, thì các màn hình nằm ở dưới pin này. Đây, các bo sạc này, loa này. Đây các màn hình này. Mọi người phải tháo cái bit này lên thì mình có thể tháo được cái cáp màn, thì mình đang tháo cáp màn hình và cáp chân sạc loa bên dưới này. Đây thì tháo cọng pin thì mọi người cậy hai cái băng dính ở cạnh này nhé. Cậy hai bên này và cầm cái dây xanh này, chúng ta giật mạnh lên thì cái pin nó sẽ lên, giật đúng hướng thì cái pin nó sẽ lên rất đẹp mọi người ạ. Nếu không đúng thì cái pin nó sẽ nhăn mà có thể hỏng mất đấy. Đây là cái pin nó cậy ra mọi người nhé. Mà nó hơi méo thì có thể nó lại pin này bị dạng túi, dạng mềm nên có thể nó lại được. Bỏ lớp này đi. Coi như là không cần dùng lớp này nếu mọi người nhé. Thì đây chia ra. Đây là cáp nối hướng bo mạch sạc, gọi là cáp bo sạc và loa ngoài sơ sóng luôn ở bên dưới này. Đây là cáp màn hình này. Mình ép kính nhưng mình sẽ phải tháo toàn bộ ra, mình lấy cáp này ra. Mình cậy chiếc màn hình lên để mình cắt kính, mình ép kính mới các bạn ạ. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký, bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Kênh của mình bị mới lập thôi, bắt đầu làm YouTube thì nói chung là cũng ít video. Mọi người ủng hộ mình đăng ký nhé, để nhận những video về ép kính này, sửa chữa và các dòng điện thoại khác nữa mới nhất. Bởi vì là mình làm cái điện thoại mình nhận được rất nhiều máy sửa chữa, để các bạn đón xem để biết cho mình thêm những kinh nghiệm. Ai biết rồi thì học hỏi thêm, ai chưa biết thì xem mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.